mấy đầu mương các bạn nha, mấy đầu mương chạy bằng động cơ diesel, máy khủng luôn các bạn nha. Đang rô đai dàn xích đào. Máy này là TFC 250. Sử dụng hai bánh đôi, hộp số, kéo con đây, kéo con đây là nó chạy, kéo này là nó chạy. Rồi để mình sẽ để giá và số điện thoại trong phần mô tả video các bạn nha. Bạn nào muốn mua thì alo nha. Trước 9 giờ đêm nha. Quá 9 giờ đêm là đừng gọi nữa, sẽ làm phiền cho người khác. Giờ cơm, giờ đêm, ví dụ 11 giờ, từ 11 giờ trưa, giờ rưỡi trưa, từ 11 rưỡi trưa mà đến 1 giờ thì các bạn đừng có gọi. Giờ đó là nghỉ ngơi, ăn uống, đang rô đai xích cho nó trơn ra. Máy cực vip luôn.